Xin được kính chào tất cả mọi người. Hôm nay thời tiết quá là đẹp trời luôn. Hiền với cả chồng Hiền dậy sớm để đi chợ. Một cái khu chợ ở giữa trung tâm thành phố Thiệu Hưng. Một cái khu chợ mà chỉ có người bản địa và người cao tuổi đấy người ta hay đi. Ở khu chợ này thì có rất là nhiều thứ hay ho. Và Hiền rất là thích đi cái khu chợ này. Vậy thì mời cả nhà theo chân Hiền xem là trong cái khu chợ này có gì đặc biệt. Và Hiền đã mua những món gì để chuẩn bị buổi tối hôm nay mời các chị em đồng hương của mình đến để ăn tối nhé. Chắc là nhộn nhịp và chỉ có người bản địa người ta mới đi chợ ở đây. Ở đây toàn là người bản địa với người lớn tuổi. Người ta đến đây người ta mua thức ăn. Mà ở đây thì hai bên đường đều là nhà dân chứ không phải là một khu chợ. Nó thực chất nó chỉ là một đường phố và buổi sáng sớm người ta bày bán hàng ở đây tầm 90 giờ sáng là người ta đóng cửa. Đây là những trái cây theo mùa. Mùa này ở Trung Quốc thì có quả này là quả thịt thá là người này. Thịt thá là quả, chắc là quả tì bà. Ăn chua chua ngọt ngọt có thể chị ho ở đây người ta rất là thích ăn thịt thỏ. Đây là củ nghiễm này, củ nghiễm hay củ năng nhỉ? Củ nghiễm gì đấy ở đây người ta rất là thích ăn này. Người Trung Quốc người ta thích ăn này củ nghiễm. Mùa này ở Trung Quốc đang là vào mùa tôm hùm đất mọi người ơi. Tôm hùm đất này nhiều chưa, tôm hùm đất. Trung Quốc đang là vào mùa thanh mai mọi người, và dương mai đấy. 25 tệ một hộp, mình sẽ mua một hộp nhé. Ngon lắm, nó không bị chua đâu. Chua chua ngọt ngọt, ngon thơm cực. Các bạn chơi san chú lần này. San chú 21斤. 21斤, 70.000 nửa cân, 140 một cân. Quả măng cụt ở đây đắt rồi. Đây đào dầu đang vào mùa 13 tệ nổi cân. Mình mua hai quả cho lô thức ăn. Ở đây mua hai quả hậu vàng nhé. Liêu khoai hủ là không? Liêu khoai hủ. Chơi lì子好大，chơi lì子好大。这车厘子大了多少钱？六五十五。五十五，那每两袋那八成左右一根，八成左右一根多少钱？很好呀。哇，可以种它。那？是种它，种大点嘞，新鲜的呢。种草的，是要手的吗？种了没长几个，可去取哎。这个种子。 这个飞机有什么病啊？胸浆要种菜的种了，就是。你可以叫师傅给你要。种菜苗。种菜苗。哦。种菜苗。吃吃够了。哎，去卫生间来种了，卫生间。我妈妈。你看你过了，那肥了呀。肥了也还是种不上去。那点子。你说我花钱。做牛排的时候有吃的。给我。哦。哦。来，慢一点。来，轮轮。下去。加点吧，六十二吧。六十二。 Mua thịt bò để tối về làm bít tết cho tụi trẻ con ăn này. Tụi trẻ con. Khối Thiệu Hưng nổi tiếng lắm mọi người. Đến đây còn có người ta đến đây chụp ảnh này. Mốc meo luôn. Con tự đã bắt được tiền rồi. Thôi Thiệu Hưng này. Mua một miếng thịt heo. Để cắt mỏng ra để rang với cả tép. Nhà này họ bán thịt ngỗng với lưỡi luộc. Ngon cực luôn, nhà này bán thịt ngỗng ngon cực, tươi cực. Đây là chậu muối này. Còn cái chậu này là chậu gì mà biết không? Đây là con trai với ao. Người ta bóc sẵn ra như này nhưng không đậu. Người ta không bán cả con, người ta bóc sẵn như này người ta bán. Đây là rau khô Thiệu Hưng mọi người, là một trong những cái món rau đặc sản của Thiệu Hưng này. Hôm nay có rau rau gì nhỉ? Rau diếp cá này. Mình sẽ mua một ít rau diếp cá. Rau diếp cá này ở đây chỉ có mỗi mình ăn thôi, chứ còn người dân đây người ta không ăn rau diếp cá. Một xu này à? Ba khoai. Một xu này à? Chung đi. Không, 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 không. Chứ sửng bánh chung à? Không, 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 không. Apriyankori. Chỉ đây. Apriyankori nó tỏ chung ama xe khoe ni pola. Thầy nói gì?
他说，没好吃，这么多菜呢，剩饭呢？俺这两块你剥啊，不然俺妈先给你剥哈。那你多少呢？这个六块呢？哎，不要不要不要，六块怎么样？五块呢？这找个老妈去吃好的。五块的做好吃的。嗯，这些饭。还是五块要不要？这是不要不要，怎么吃？东板面的在哪边？东熟面的没得，东带哎，哪根？多少？将近一根哟。你看，我讲将近一根了噻，东熟了噻。过年不弄嘞，要从带安排弄嘞。边哪个东啊？东哪个大块？我们这边带有大的嘞，还新鲜的。Tay về để tới chiên cho bọn trẻ con ở ăn hàng lúc Tết để chiên cho bọn trẻ con ở ăn hàng to vào mô hình hai củ cà rốt cho bọn trẻ con ăn cho sống mắt này. Đây là cổng thành Việt Vương Câu Tiễn này mọi người này, ở dưới cổng thành này. Đi thẳng vào trong đó là thành cổ Việt Vương Câu Tiễn á, có kiếm đồng cổ của Việt Vương ở trong đó luôn á. Cái này nó bơi ra ngoài mình sẽ bắt vào cho bà chủ. Mua tôm đất nhỉ? Chơi được ta? Chơi được ta? Chơi được phải? Thì một tô hùng đất để về tối về tụ tập mấy chị em con này chết rồi ngoài to ngoài to các bạn nhỉ, ở bên này người ta trồng những cái con đường cây mát rượi luôn, chứ không phải xua là không xua trang xua trang xua hôm nay ở đây nắng lên rồi nhưng mà vẫn rất là mát mẻ, mọi người vẫn còn đang mặc áo khoác này. Bên này thời tiết đợt này rất là dễ chịu, chỉ tầm một tháng nữa thôi là bắt đầu nóng lên rồi. Bây giờ mình muộn đi chợ xong rồi bây giờ mình đi về nhé mọi người nhá. Đây là ngõ phố cổ của Trung Quốc này mọi người này. Ôi, mình phải đi lách lách ở trong cái ngõ nhỏ này, không có sợ đi ra ngoài công an bắt tại vì tội không đội mũ bảo hiểm. Ở bên này xe máy điện người ta còn có cái luật là cấm không được chở người rồi đấy. Theo luật giao thông Trung Quốc thì chở người bằng xe máy điện là vi phạm về giao thông. Đây là mọi người này. Luật giao thông ở Trung Quốc cấm không được đi xe máy điện chở người. Như mình chở người bằng cái xe máy điện như thế này là vi phạm luật giao thông nha mọi người nha. Vì thế cho nên là mình phải đi ở trong ngõ nhỏ này lách luật. Già đi ra ngoài công viên để đàn hát này. Đây là cái con đường công viên từ lối đi về nhà Hồ Trọng Hiền. Phải đi vào trong công viên, lách luật ở trong công viên, không có gặp công an mà nó bắt phạt. Sông nước hương rất đẹp. Đây là đường vào trong nhà Hồ Trọng Hiền này mọi người. Đây cũng là một trong những con đường phố cổ lịch sử du lịch và cũng hơn trọng điểm. Đây là cái giường cổ 3 tầng dùng mấy đời nhà mà nhà bố chồng mình này. Hôm nay dọn giường cho bố chồng cũng trời ơi kìa. Khi mà mình dọn giường mình lật hết cái rỉ giường lên, xong rỉ giường ấy, xong rồi mình phát hiện là cái gì bạn biết không? Tiền. Này, tiền này đầy gầm giường. Đây, bánh xèo miền Tây đây. Ai bánh xèo không? Ồ, thơm nước mũi luôn. Ngon lắm. Đây, cá nồi nhà nơi. Cá
10 tệ. 10 tệ, 10 ngà. Thịt tươi này. Ở Việt Nam mình cũng bán 10 tệ một cái, à, ba mấy nghìn nhỉ? Bao nhiêu? Ừ, tệ cũng. Tại sao mày biết Việt Nam trời ơi, chị có thấy chưa? Có bánh xèo gì không? Mọi người ăn không hết. Mọi người ăn. Đây là món xào bánh xa. Chảo bánh xa với cả hôm qua thơm lắm. Còn tôm hùm đất. Tôm hùm đất, hùm đất. Đây, ba chị em Việt Nam tụ tập. Con nhà tao đang thèm tép của mày. Ốc xào này. Vì nhìn tin lắm. Chảo bánh xa này, ôi thơm lắm ấy. Ốc xào này. Còn đây là món bánh xèo mọi người. Thơm lắm. Chị vô chô ra xưa bà. Nấng khơ mà. Chị mới nấng khơ mà. Khơ ủ hơi tao đây. Tiếp tục đi nào. Tiếp tục đi chị. Nhưng mà sai cho lớn à. Người ăn giao được giúp cá không? Ăn được. Người miền Tây quấn bánh tráng. Bánh tráng cho mình ăn nhá. Bánh xèo Việt Nam mình. À bánh xèo. Bánh xèo cũng bánh tráng. Ừ. Bánh xèo còn bánh tráng theo đúng kiểu miền Tây. Đấy. Đó. Nó không thì chịu chứ cái cái gì chứ. Mình ăn bánh xèo nhá. Ngon. Có rau diếp cá ngon. Rau thơm dưa leo cả cái hũ giống. Ghê không ạ? Ghê không ăn ốc không ạ? Ta thích ăn ốc mà. Ăn mấy hả? Thì đây. Cân tê.